Tại sao mà để cho Dũng cái hội trường đi Ủy ban nhân dân xã Nam Lư nơi này là chơi bay đuổi đi xa tổ chức hay sù pin nông lục lan chơi thì còn quốc lạc giữa Nam Lư lấy cái này bay học chính bay cũng cho học việc thì đại lê tàu ma tung thôm tung hủy tung mé tức gan lê nơi này mi sám xích xì pin nông lục lan ca mà thằng đi hội trường này chăm tức gan ta cái lãnh đạo chủ chốt đi xã chăm tức gan cái phủi họ cái này bên nạ họ giờ họ thông chí họ xuống bên con đừng dù đi sửa rồi lẽ con họ phải họ chín cây cao dây cái ngăn cái chín xin ta tung tung diện tung ủn chữ lê biên giới cái họ ấy phá chai lì xì mi nam mi tha lắc lòng cái răng tung phủi họ họ giờ họ ấy ăn sửa năm dư đâu ở phá trang lắc lắm đi sửa đài đi giữa càng phân viên đi xin tăng lễ lâu trăm ngàn chỉ hình ảnh luôn và các dự án khác tạo lập và duy trì những đoàn kết mối quan hệ đồng bào lâu dài và phát đạt của dân quê hương đất nước ba trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống trong học tập và tìm kiếm việc làm tổ chức việc nếu chỉ được tham gia các chương trình hoạt động xã hội tổ chức và phối hợp tổ chức được bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trong làm việc trong mọi hoạt động của hội tích cực tham gia các hoạt động xây dựng lý hội đúng lý hội đầy đủ và sinh ra và lớn lên trưởng thành từ đất Nam Định tôi đánh giá rất là cao vì ý tưởng và liên lạc về cái hội đầu tư Nấm Lư này các bạn có nguồn gốc tại Nấm Lư đi và đi ra khỏi khu vực Nấm Lư để lấy chồng lấy vợ hoặc là sinh sống hoặc là công tác tất tần tật này nếu như mà chúng ta đã có ý định là mở rộng ra nước này thì khi mà chúng ta bắt đầu giấy mời thì chúng ta cũng nói rõ về vấn đề này thì sau này chúng ta thông tin liên lạc nó cũng sẽ dễ hơn và cái danh sách chúng ta cũng sẽ có cụ thể hơn cái lợi này thứ nhất là hỗ trợ lẫn nhau rồi là tạo lập cái tình đoàn kết rồi trao đổi kinh nghiệm giúp đỡ lẫn nhau rồi tổ chức các phong trào tôi rất thích cái ý tưởng là ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch là ngày Tết truyền thống của dân tộc Nùng Dín. Năm đầu tiên xã Nam Lư tổ chức lễ hội vui Tết với quy mô toàn xã. Cũng là năm đầu tiên bố trí cho anh chị em quê hương ở Nam Lư nay đang công tác và làm ăn ở các địa phương khác gần xa về hội tụ gặp mặt trao đổi hoàn cảnh gia đình và công việc bản thân, đồng thời cùng trao đổi với lãnh đạo xã Nam Lư về mối liên hệ và thúc đẩy cùng nhau phát triển kinh tế bền vững, giữ gìn tình cảm sâu nặng với quê hương Nam Lư. Chúng ta cùng nhau thống nhất từ nay trở đi lấy ngày mùng 2 tháng 7 âm lịch hàng năm làm ngày hội ngộ và vui tết truyền thống tại quê hương Nam Lư, dù ngày đó là ngày được nghỉ hay là ngày làm việc, dù ngày đó nắng hay mưa, cũng vẫn tổ chức cố định. Sau buổi gặp mặt này, mời tất cả anh chị em chúng ta cùng đến thăm chê vui tại các địa điểm ca mố nhạc, trò chơi dân gian, ẩm thực và sân khấu dành riêng cho dân tộc Nùng Dín, trình diễn trang phục Nùng Dín và hát giao duyên. Tuy là lần đầu tiên tổ chức, theo ban tổ chức cho biết có cả anh chị em ở nhiều xã trong huyện Mường Khương và người thành phố Lào Cai, huyện Bắc Hà, huyện Simacai
cùng đến chung vui với người hội hôm nay.